Dạ. Trước tiên tôi chào anh và tôi chào cộng đồng mạng. Dạ. Thì tôi thẳng vấn đề luôn về vấn đề chiều nay là anh bưởi ảnh ghen rồi, bắt đầu ảnh mới lột tả được cái thực tế thối tha trong cái lòng ảnh, là ảnh lấy 16 triệu gì đó của Mạnh Thường Quân để ảnh đi buôn á, là buôn nái ra không, đi buôn nái, thành Dạ. ra là chẳng qua là ảnh á là bị lỗ. Rồi bây giờ anh lên cộng mạng anh nói thưa cùng á là Mạnh Thường Quân là tiền tôi đi buôn như vậy là nó đã là bị lỗ Dạ rồi, hết rồi, và ý cũng muốn là vòi tiền Mạnh Thường Quân tiếp để lại để đầu tư tiếp cho ảnh đi buôn nữa. đúng rồi. Nhưng mà ở đây á là tôi thấy là cái giá trị nhân văn của những cái đồng tiền Mạnh Thường Quân rất tốt đẹp gửi về những tay YouTube bẩn á, rồi bây giờ nó đưa vào với nhân vật như vậy thì cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân nó có kết quả là như vậy đó. Chứ Yeah. nếu như bữa này không nhận được tiền Mạnh Thường Quân, không được YouTube PR thì bữa vẫn là một đời lam lũ bình thường như là trước 5 năm về trước, đúng không anh ạ? Yeah. À? Không, đây là cái vấn đề hậu quả đó bà con ạ. À, chúng ta thấy rồi, tôi trả lời luôn cái câu nói như thế này: bây giờ ai cũng biết là bữa xấu xa rồi, đừng dồn vào bữa đường cùng, bữa chỉ còn một con đường là gì, là chết queo đi ha, Yeah. nên con đường đó là ra đi mãi mãi. Nhưng mà tôi nói rồi, tôi với anh Sài Gòn đã có bài thuốc trị mà bưởi là ta không có lo cái vấn đề đó. Đó là mình còn nhớ bữa hổm. Còn hôm nay tôi nói thật sự đó, bà con thấy cái lũ họ, những cái comment đó đó là phải là đồng bọn của bưởi hay không? Bưởi có gì có tiệc cùng không bà con? Hay là bưởi này hồi chiều lên là chửi kênh YouTube này, lôi kênh YouTube nọ, rồi đá xéo là người này, đá xéo người kia, rồi là bắt đầu á là gì ghen ghen tình với cái anh gì ở Bình Thuận đó, Yeah. thấy không? Nhưng mà nói thật sự ra mà nói vậy nè, bởi nói mà tôi thấy là nó cũng đúng mà tôi phải nực cười, là bởi nói rằng là anh là con người cũng chẳng ra gì, anh ăn đồ thừa của tôi bỏ ra, thì thật lòng ra mà nói đó thì bởi á là đâu còn răng đâu mà để ăn anh, Yeah, không yeah. mà bởi chỉ có là ti thôi. À, bữa có ti thôi đó, tại chiều tôi có đi thăm cháu ngoại cháu nội tôi đó, thì tôi thấy là bữa hết răng, bữa có ti thôi. À, bữa là công nhận là anh kia ăn đồ thừa nhưng mà bữa cũng không có ăn được cái hai cô này đâu, bữa hết răng là bữa ti đó, à, không là chỉ có Dạ. là, nhưng mà mấy đứa nó đâu có răng đâu, mấy đứa mà sơ sinh được nó đâu có răng đâu, nó có ti cơ mà. Chính xác rồi. À, đó, thành ra đây là cái vấn đề mà tôi thấy là nực cười. Ảnh chê đó là cái ông đó, đó là 9-10 tỷ rồi chê cái nhà trọ ảnh như cái chuồng gà, thì thật lòng ra tôi cũng đã phá luôn cái anh mà Bình Thuận đó, không nhưng mà nói thật sự ảnh nói thật đó, nhưng mà cái dở của ảnh là vậy nè, trong cái sự mà vợ chồng bữa tiếc này nó cũng còn tè le tét lét đó, là nói chung là nó cũng chưa có là bay mùi của bữa ra khỏi đâu, mọi thứ khỏi tiếc đâu mà anh nhảy vào anh đòi rước ngay rước liền gì đấy, thì Yeah. cái điều đó cũng là cái xấu xa của đàn ông. Nhưng mà ở đây nè, tôi nói thật sự nè, nếu một người đàn ông già 70 tuổi ở cái là con dâu bưởi bưởi này của tôi nè, là theo đáng lẽ là cái từng tuổi đó mình xây dựng một cái gia đình như thế nào, đến là cũng vui vẻ rồi chia tay cũng vui vẻ, cũng để lại cho đời cho em cháu nhiều cái lý lẽ sống cho nó được tốt đẹp. Còn đằng này ảnh lên ảnh đi như một con rối. À, ngày đầu tiên ảnh ngày đầu tiên bước đó là tiếc đó là ra đi, thì ảnh đứng anh khoát tay ảnh nói không có gì buồn cả, nghe quá ráo quạnh. Ảnh Yeah. lủi đi một ngày, ngày hôm sau nữa ảnh lên ảnh bịa ra một cái chuyện con người đàn bà này xài quá phí quá, hết của tôi 500 ngàn đó. Thì đó là những cái đầu tiên là như vậy, rồi bắt đầu là tới ngày thứ hai, à, tới ngày thứ ba, ngày thứ tư gì đó là bắt đầu là những con đàn bà này qua tay tôi thì có lợi nhuận hết, thì rõ ràng là lại nhận được cái mùi của bưởi đó, cái mùi đặc thù của bưởi bưởi đó, tại vì cái mùi này là mùi con dâu trăm họ mà nó lạ lắm, thành ra những Dạ, người đó được cho em hưởng ý một kiến cái này này chứ anh. dạ rồi mà anh à. Thường thường là anh nếu mà anh dê đó, anh Dạ phân biệt được là con nào con dê đực thịt nào kiểu dê đực thịt nào thịt của dê cái đúng không? đúng rồi, chính xác anh.
Chính xác. Dạ. Dạ, thì chắc Dạ. chắc là cái mùi của anh bưởi là nó cũng đặc trưng là theo cái giống đực. À, Dạ. mà cái vấn đề ở đây đó, em nói là ảnh nói một câu mà bất kỳ người đàn bà nào mà qua tay ảnh đều có một cái lời, thì em nói thật Dạ. sự em thấy buồn cười, thấy quá buồn Dạ. cười. Không biết là cái lợi của ảnh là nghĩ là cái lợi chi, hình như cái lợi của ảnh là nghĩ là đem lại một cái gọi là một phút giây sung sướng, gọi là cái lợi đó. Dạ. Mà nói thật sự có sung sướng thì cũng cả hai chứ không phải riêng gì ai, đúng không? Dạ. Chứ đâu phải là một người phụ nữ mà tới ảnh được sung sướng không mà ảnh không được sung sướng, thì dễ gì anh nghĩa Dạ. là anh nghĩa cái Dạ. chi mà không có lợi cho ảnh thì ảnh không làm à, Dạ. mà muốn sung sướng thì phải cả hai sung sướng à, cái lợi đó quý bà con. Có nghĩa là từ ảnh nghĩ rằng chắc người ta cũng ế lòi ế sĩ ra, từ trước giờ chắc là không ai kể như là hướng được một cảm giác chi đó, bây giờ tới với ảnh là có cái lợi là được ảnh ban tặng một cái cảm giác lăng lăng. À, đến bây giờ Dạ. anh lên không gian mạng là anh nổ, anh nói dù anh có như thế nào, anh có muốn cứ bà biết thì anh cũng là người anh mốt của tôi. Dạ. Dù anh có đại gia như thế nào mà bây giờ anh xúi bà biết đem cái đồ này về, nó chỉ hơn đôi chục triệu, hơn một chục triệu, thì anh đâu phải là đại gia à, chẳng lẽ bây giờ đỡ lại cho anh nghĩa ảnh hưởng. Cho nên em thấy là cái vấn đề cái lợi của mấy cô thế nào là em không 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 có biết. Nếu mà mấy cô này có lợi thì chẳng qua cái lợi là cái sự sung sướng bất chợt. Đấy. Còn anh nghĩa là nó thật sự anh có những cái lợi nó rất cụ thể. Đấy. Cái lợi là đùng một cái là người ta đem xuống cho ảnh là một cái giường để anh nằm anh chởm cha chởm chợ rồi ảnh anh lên thang thân trách thẳng đó. Đấy. Cái lợi của anh là được cô cái như này cô nọ nâu anh nó đồ giặt áo giặt quần, đều được những cái gọi là cái món hời của mạnh thường quân. Đấy, anh dành cái lợi của anh 3 triệu với bà Tuyết không được, anh quay sang cái ngang bà Tuyết liền. Cái đấy là những cái mà chúng ta thấy rằng cái như là không biết cái lợi các cô như thế nào, chứ còn anh nghĩa là anh vì cái lợi của anh mà sẵn sàng anh đẩy một người đàn bà ra đi giữa đêm khuya, mà anh bảo rằng người này là người vợ tuyệt vời nhất của đời tôi đó. Cái lợi của nghĩa anh thấy ớn quá. Cảm ơn anh tiếp tục ạ. Thì nói thật là lòng với anh này nè, anh Bưởi nè, anh quá thông minh, cái tuổi già anh là thông minh. Thật sự ra là tôi cũng đồng ý với anh là cái ý của ảnh nói là mấy chị được có cái lợi là mắt liêm diêm đồ hơi sung sướng đó ha, nhưng mà cái ông già cà chọt này nè, cương thế binh bệnh nè thì không làm được đâu. Nhưng mà tại vì mấy người phụ nữ đó đó, ảnh là từ một con đuông mà nó trở thành con giun rồi, làm được cái gì mà để mà xuống người ta. Nhưng mà ảnh tức ảnh nói vậy thôi, ảnh bây giờ cũng như là bòn mót là chút đỉnh ra. Nhưng những giọt mưa cuối cùng mùa mùa đông á, không nó còn một sợi tóc vậy thôi, sơ sơ vậy mà ảnh tức ảnh nói là có lợi, nhưng thực tế anh đâu có làm được cái gì à. Nhưng mà điều đây đó, là tôi muốn nói lên cái điều á, là buổi này á là có chết chưa, có tuyệt cùng chưa. Tôi xin hỏi các bà con cộng đồng mạng và cái bè lũ comment của bà fan cuồng buổi buổi đó ha, đó là có chết chưa, hay là ảnh lên cộng đồng mạng ảnh nói là tỏ vẻ như gọi là cái dạng gọi là gì, nói cái từ lưu manh á, thì nó cũng đúng là hẹn người ta tới nhà mình, tới chỗ xe bưởi mình phải không. Nhưng mà nó thật sự ra ảnh là anh hùng rơm, là cái thằng đàn ông nói dốc đó, bà Dư bà hẹn lên đập cái xe bưởi ông đó, bà ông dám làm gì không, hay là bây giờ hồi chiều này ông nói là nhờ cái thằng cái anh YouTube nọ là điện cho là xin lại số điện thoại của em Dư đấy đó, vì bây giờ đã dứt khoát với người vợ này rồi đó, có nghe không? Đó, rồi đó là cái tính rồi, là cái anh này thì cũng không ngoài cái chuyện đó anh em mình nói, nhưng vì anh em mình đó là hiểu được ảnh rồi, nắm thớp được ảnh rồi, thành ra mình nói sớm quá rồi bà con cộng đồng mạng này nhiều khi vội đánh giá chúng ta vội vàng, nhưng đến bây giờ nó lòi ra phải vậy không. Và trong lúc ảnh và Tiết và Dư thì ảnh để Dư xa cua thì á là ảnh những tưởng như thế này nè, là người ta nào giờ nó nói đàn bà giá giàu lắm ông ơi, thành ra nó à con đàn bà giá Tiết này chứ cũng vay chục triệu xuống đây mình ăn hết vay chục triệu này, là đúng tới cái thời gian mà ước hẹn với mà cô Dư đó, do đó anh đâu có từ họ từ từ biệt đâu. Nhưng mà không ngờ bà Tiết này thì cái đời sống buông thả đi, nên nó là bà là có 1,000,000 hả, thì bà cho ăn đâu có được có nửa tháng thôi, là bà Tiết đó là bà cũng tưởng thật rồi, thôi anh ơi đưa tiền em đi là mua
cơm áo là gì, gạo muối gì đó, nắm muối gì đó, thì bắt đầu xài ảnh 500.000. Anh nói là thế là con đàn bà này ở không mà xài hết tiền của tôi đó, qua phá tiền tôi, nên là đuổi cô tiếp đi trong đêm đó. Rồi cái chứng minh mà đâu đó người ta nói vậy, bây giờ là anh bưởi anh nói rằng là anh không có đuổi là cô tiếp, cô tiếp thì nói rằng là anh bưởi đuổi cô tiếp. Bây giờ là câu hỏi đặt ra là bây giờ mình tin ai? Chính Tôi xác thưa anh. với bà con, tôi không có là xu hướng hay là cổ xí cho cô Tiết, nhưng tôi tin cô Tiết 100%. Vì sao? Sau cái trận mà bọn nó chia tay với nhau đó, thì YouTube mới lại hỏi cô Tiết rằng là cô Tiết nói là dọn cái nhà trọ ra bây giờ là bất ngờ quá, nên nó là không biết đi đi ra cũng như đi tới sinh hoạt hay đi làm ăn gì đó, là cô không biết đường luôn. Hỏi sao mà cô đi mướn nhà trọ kỳ vậy, nó ổng đuổi gấp quá làm sao mà biết chọn lựa cái nhà trọ đó. Đó là cái chứng cứ rõ ràng là bưởi đã đuổi tiết. Và cái vấn đề thứ hai nữa, nói là góc độ người phụ nữ là Việt Nam thì chúng ta không thể nào mà tôn trọng được cô Tiết này, nhưng cái hình ảnh mà Tiết mang mang đồ mang các cái xuống cho bưởi ăn bưởi nhờ đó, đó là người phụ nữ Tiết này thật lòng với bưởi chứ không phải là gian dối đâu. Nhưng mà do cái vấn đề là tiền mạnh thường quân chia không đồng ăn không đủ gì đó, đó là nó chia tay nhau đó. Nhưng mà bởi là người xác định đuổi Tiết đi vì là bởi muốn tóm luôn cái tiền của mạnh thường quân đó là gửi về cho Tiết, nên bây giờ là trong đây nó cũng loáng thoáng những ngày trước bởi đã nói là gì, nhờ ai mà cô Tiết được đó là ngôi lên trên cộng đồng mạng, được tiếp cận YouTube và cộng đồng mạng, thì đó là anh kể tên đó, đó là anh kể tên đó. Rồi bắt đầu là ngày rồi đó là chúng ta có nhớ cái tình tiết về cô Tiết cũng nói là khi mạnh thường quân cho bưởi 1 triệu, bưởi lấy 500.000 ra đổi cái điện thoại mới, thì bắt đầu là bưởi là thấy là ô cô về có 1 triệu mấy thì là phải vội vàng là đổi cô Tiết này lên, đổi con vợ Tiết này, nên bưởi là sắm cái điện thoại mới, rồi bưởi mới là đi điện cho cô Dư lại đó. Đó thì đó là cái Cho rõ ràng chưa là. em chen cái ý kiến này vô xíu anh. Dạ rồi mà nè. Cái chỗ mà anh nghĩa bây giờ anh nói là vì ai mà coi như là những cô này bây giờ cũng có những cái quyền lợi đó, thì anh thấy là cái vấn Dạ. đề những cô này lên không gian mạng là bây giờ anh nghĩa anh lập công, thì anh thấy nó cũng có những cái nó cũng 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 đúng anh, chứ có Dạ. sai đâu. À, vì cũng Dạ. chính vì một cái thằng đàn ông mà gọi là nó hư thân mất nết rồi nè, bây giờ người ta Dạ. xem như là cái danh dự người ta không còn gì nữa cả, đó là cũng Dạ. vì anh Nghĩa đó, vì anh Nghĩa mà anh đẩy người ta đi một coi là một cái đoạn đường cuối đời đó. Đó, cái danh dự người ta từ trước giờ người ta làm cái chi không ai biết, đến bây giờ qua tay anh Nghĩa là anh lạc hoa, anh bé bướm, anh bách cua, anh cái như là nói thật sự đủ tất cả các kiểu. À, thì bây giờ người ta gọi là cũng thân bại danh liệt cũng nhờ anh Nghĩa quá trời quá đất anh, đúng không? Đến từ trước giờ nó thật sự ai biết chị Tiết là ai, ai biết chị Vân là ai, đùng một cái gặp một anh già như anh Nghĩa, đến bây giờ nói thật sự cái công của anh là để tì cái danh dự, cái nhân cách, cái liêm sĩ một người đàn bà, mà đến bây Dạ. giờ xuống tận cùng ở xã hội vậy đó mà anh chưa chịu buông tha. Đúng Bây rồi. giờ là chúng ta thấy rằng giữa hai người đàn bà mà qua tay của ảnh, hàng ngày hàng giờ ảnh vẫn tranh thủ lên kênh YouTube này đến kênh YouTube nọ, để mà ảnh kể từng cái chân tơ kể tóc. Nhiều lúc nó thật sự có những cái đoạn là anh kể bà nào có lâm hay bà kia không có lâm, em nghĩ có kể lắm mà nhiều lúc mấy thằng YouTube nó không đưa lên đó chứ. Đúng Bản rồi, thân nó anh cắt Nghĩa là á. anh chia sẻ, là gọi anh chia sẻ, bây giờ không còn cái đề tài nào hết trơn á, là anh lên anh hút mấy chi tiết ra. Bà kia ít bà này nhiều đấy, cái vấn đề mà chỗ nước nôi chỗ bà Văn đó anh lên anh còn chia sẻ được, Đúng thì muốn rồi. chi mà chuyện long không long anh không chia sẻ anh đấy. Cái vấn Cái đề đó là chắc cái như đúng là nhiều lúc anh nói rồi trời ơi gặp bà này không long đen quá ấy, cho anh. nên nhiều lúc mà nhiều tất nó cách ra đó. Chứ còn anh Dạ. Nghĩa đây thì anh đâu có từ thủ đoạn gì, cái mặt Đúng ảnh đã như vậy rồi vậy đó, mà bây giờ anh lên lập công anh tì người ta xuống tận cùng cái đấy xã hội. Đấy, vậy rồi. mà bây giờ lên cái còn lập công kể như là nhờ ai mà cô được lên không gian mạng, ủa lên cộng đồng mạng tốt đẹp gì anh, lên cộng đồng mạng thì Dạ. chia sẻ những cái hay cái đẹp, hoặc là có những cái thành tích gì đó mới gọi là được tuyên dương trên cộng đồng mạng chứ.
Thế bây giờ lên mà cái danh dự người ta anh bị anh nhét xuống cái lũng bùn đấy, anh là giống như là một con trâu mà cái như là đi uống nước lũng sình đó, anh uống xong rồi bắt đầu anh quậy cho banh cái lũng sình đó ra, nó nhờ ai mà bây giờ lũng sình nó sâu hơn đó, em nói nhờ con trâu nó quậy bùn chứ nhờ ai đấy, Đúng rồi, vậy đúng đó. rồi. Em bó tay bó chân, nhà mời anh chia sẻ tiếp ạ. Thì để tiếp với ý kiến của anh á, thì anh bưởi là thật sự mà nói á, những cái gì sơ bẩn nhất, xấu xa nhất của cái là người đàn ông thì ảnh đã đem lên, ảnh nó loan tỏa trên cái cộng đồng mạng này, thì làm sao mà anh em chúng ta là không có ý kiến được. Và những người đàn ông và rất rất nhiều, nhưng mà tôi nói là than ngôi là có những cái ý kiến là phản biện lại, là trái chiều, là nói là để cho anh buổi sống. Thì tôi nói thật lòng ra nó như thế này nè, phải như á, anh buổi đừng có mỗi ngày mò lên một clip á, thì cái câu chuyện nó không đi xa đến như thế này đâu. Thấy không? Còn đằng này á, là anh á, là mỗi ngày lên cộng đồng mạng, rồi tôi nhớ lại cái chuyện mà anh đổi cái điện thoại mới đó ha, là cái ngày đó là anh đã đuổi tiết đi rồi đó. Đó là cái điều đó có hành vi khẳng định là bưởi đuổi tiết, để bưởi kiếm á, là một cái mà điểm đến của bưởi cũng như Vân, thì cũng như cô Dư, thấy không, cũng có nhà nè, có cửa, có là cơ sở làm ăn, rồi có đàn con tốt. Đó là cái mục đích của bưởi mà từ lâu anh em mình nói thì ai cũng không có nhìn ra. Thì bưởi là sao, muốn là nhảy vào là vợ người ta, là bưởi xài là cái đàn bà giá, con Đúng người rồi, ta thì bưởi xài rồi bắt đầu là nhà cửa người ta bưởi lấy làm tài sản của mình. Đó mới là cái điểm cuối đời của bưởi. Mà như là tôi nói cái lần này nữa, là cũng lần thứ tư, lần thứ năm rồi, thì cũng là cộng đồng mạng là suy gẫm coi có phải đúng vậy hay không. Tại sao bây giờ lại là quay lại Dư nữa là sao, mà mới là cô Dư cô lên cô nói bưởi thì thiếu điều á, là lấy cái kia đó anh, lấy cái mà bưởi thì miệng cũng mớm rồi, lấy cái phim cà phê mà cái hồi mà thời còn bao cấp á, không, lấy cái phim cà phê đó ở trong mặt của bưởi với miệng của bưởi thôi, chứ không còn gì nói. Mà chiều vẫn alo cho xin lại số điện thoại của Dư gì đây cũng đã thôi dở rồi đó, thấy rõ ràng mất nó rồi. Nó đâu phải đâu, bưởi á là làm mục đích của bưởi là vậy. Gì đây thì cũng mà tôi thống nhất với anh cái câu nói là không ai nghe là nói lên cái sự thật bằng người vợ nói cái thói hư tật xấu của chồng. Là cô Thúy đã nói là kết luận bưởi là một thằng đàn ông tham tiền thì rõ ràng không đó. Đó là cô Thúy kết luận được bưởi là một cái câu nói là tôi đồng ý, đúng câu nói bất hủ của đời bưởi đó, là một thằng ông đang tham tiền. Thì lý gì mà bây giờ là ảnh lên cộng đồng mạng ảnh xây dựng làm sao hàng nghìn cụ già, hàng triệu cụ già xây dựng gia đình, có cộng đồng mạng có thằng cha nào chê không anh, đúng không? Một anh bữa không biết mình, từ không biết tuổi hẹn, để cái thằng cha già ở ngoài Bình Thuận cũng mất hết vô chơi. Bữa ơi, nhà mày bằng cái chuồng gà của tao thôi, rồi là mày này kia kia nọ. Tao đáng lẽ là bữa lấy cái đó là cái nhục nhã của người đàn ông mình. Mình cưới vợ không, một người đàn bà xấu sắc nhất đời tôi, thế là cái thằng ngoài Bình Thuận nó nhảy vào, nó nói không được, mày xây dựng tôi đó không được, để tao, mày không xứng đáng với tiếc. Đó là rõ ràng, đó là anh tôi nói đó. Rồi hồi chiều này ghen tình nhảy lên là này ra cái gì, anh là người Bình Thuận muốn đem là cái vấn đề hiềm khích giữa là người tỉnh này người tỉnh kia, nhưng mà thật lòng anh xây dựng làm sao mà để người ta cười vào cái hạnh phúc của anh. Rồi thế là người người vợ bỏ đi, rồi anh nhảy lên anh sủa ẩu trên cộng đồng mạng này. Nhưng mà thật lòng nếu anh xây dựng như bao gia đình khác thì ai mà dám xíu vào, không? Đó là cái vấn đề, đó là cái lỗi của ảnh. Chứ ra đây mình cũng không kể những cái là chén cà quả dưa trong vấn đề này, trái cà quả dưa trong này mình không kể nhiều nữa, gì tiếc bưởi đã gây ra cho tiếc nhiều nhiều rất nhiều cái tình tiết. Nhưng mà hôm nay 2 ngày liên tục là bà bưởi lên ca lên là thương tiếc quá, hối hận quá, vì không có là tiền đi Tây Ninh thăm cửa thăm nhà tiếc, nên vội vàng quá nên đuổi tiếc ra khỏi khỏi nhà của mình, vì không tiền đó. Bắt đầu ảnh là tiếc mất đi rồi, rồi ảnh đang câu mối tình mà vụng trộm gì đó mà giờ chưa phát hiện ra nha, người ta chưa lên trên mạng đó. Rồi bắt đầu ảnh mới nói rằng là
anh quay lại anh moi vào cái túi tiền của Mạnh Thường Quân á, không có còn gì hỏng tiền gì nghèo nó không tìm hiểu được tiếc. Đó là cái ngày hôm qua. Còn hồi sáng này á là tiếc ơi tiếc à, tôi nói rồi với YouTube rồi, tôi lúc nào cũng đứng sau lưng tiếc để là chống phụ tiếc, là chống chọi với cái bảo mạng này, bảo cộng đồng mạng này. Có tiền ra là bây giờ á là anh biết sao không, bữa hôm kia cái anh Bình Thuận á, anh đòi giành lấy cái xe tài sản của tiếc, anh không, tôi cưới tiếc là tôi đem xe luôn, tôi chở đồ của tiếc ra để là cho tôi đi tiếc xài, không rồi bây giờ là được bưởi thấy rung rồi, bưởi hởm ra thấy không, chí tiếc vào cái con đường tiệt cùng, để chi tiếc đó là phải vội vàng á là quải cái vỏ về và quải cái vỏ đồ đi về Tây Ninh thôi. Là ta còn lại những cái tủ, những cái đồ mà bưởi đã nằm đã quá rồi, không để vào là bưởi là có cái bưởi xài, chứ giờ bưởi thì nói nha, nói bây giờ bưởi về nhà trọ mà nếu bưởi ngồi chồm hởm mà nhìn lên ống kính cộng đồng nha là tôi nói giống y luôn á, giống khác đâu, không tưởng như đây, nếu mà anh ngồi chồm hởm nha, nếu mà anh nhìn lên cái là đó là y luôn á, không khác đâu, nó là rồi cái đó là bây giờ anh dành, anh sợ anh Bình Thuận á là lấy cái mấy cái đồ đó đi, nên bắt đầu anh lên anh đòi là anh giỏi anh vô đây rồi ha, anh nói chuyện với tôi rồi này kia nữa, và thể hiện cái bản chất lưu manh mà theo đáng lẽ cái người già 70 tuổi không nên làm cái chuyện đó anh ạ. Ví dụ như là tôi hơn anh là cái gì, nghèo là nghèo, ảnh hở ra là anh nói nghèo nghèo, anh khôn lắm, anh điếp chúa luôn, anh vừa nói trong đồng mạng là nghèo, cái Mạnh Thường Quân ơi, Mạnh Thường Quân cho tôi có 16 triệu à, tôi đi buôn đáy là hai lần, mà bây giờ mất hết nó là hơn 10 triệu rồi, không còn gì hết, thấy không, đó là cái vấn đề. Nhưng mà ngược lại thì anh kêu anh kia ra, ồ mày vô đây đi, điểm hẹn mày vô là mày chết liền đó nghe, mấy cái tủ đó là phần của tao rồi, chứ không phải đơn giản là anh Bình Thường, anh đòi vô mà anh xâm nhập chở tiết và cùng đồ của tiết.